Ok, xin kính chào toàn thể anh chị em, cô dì chú bác gần xa đang theo dõi và luôn ủng hộ trên kênh Storm Vintagwatt của em. Để ủng hộ kênh của em thì mọi người đừng quên ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút rung chuông, nút thông báo tất cả để không bỏ lỡ những clip mới nhất mỗi khi em lên những sản phẩm mới. Và phim này thì em sẽ lên giao lưu với toàn thể anh chị em và cô dì chú bác, đó là một chiếc đồng hồ Senco Crown. Chiếc đồng hồ Senco Crown này nó là dòng Special, có nghĩa là bản đặc biệt. Như ở trên màn hình thì anh chị em sẽ nhìn thấy cái mặt dial của nó có logo Senco Crown, phía dưới là dòng chữ Special, bên trên cọc 6 giờ là dòng chữ Daiso 23G, phía dưới là cái hoa thị mặt trời. Đối với những cái dòng đồng hồ Senco mà nó là ở mặt dial của nó có in hoa thị hình mặt trời, thường được gọi là Special Dial, có nghĩa là cái mặt dial đặc biệt, có nghĩa là tất cả các cọc số của nó thì đều là bằng vàng đúc. Những chiếc đồng hồ Senco mà có hoa thị mặt trời thì các cọc số của nó đều là bằng vàng đúc. Chiếc này thì của em về được nó ở trong cái tình trạng zin nguyên bản toàn bộ, rất là đẹp. Thành vách của nó còn rất là cứng. Anh chị em có thể nhìn thấy những cái đường gân ở bốn cái đầu chân càng của nó còn rất là nét luôn. Chưa hề mòn bong chóc gì hết. Bọc vàng dày 80 micron, rất là đẹp. Thành vách rất là nét luôn. Cái dòng lên dây ấy, thì cái núm của nó thì cái bề mặt núm nó hơi mòn một chút đó, vì là ngày nào anh em cũng lên dây mà đó. Tuy nhiên là cái núm này thì răng núm của nó còn rất là đẹp đó, mặt núm của nó vẫn còn logo chữ SC. Đáy của chiếc này thì là đáy thép, chữ nghĩa ở cái nắp sau của nó vẫn còn nguyên cát luôn. Senco Crown Special 14k gold fill, bọc vàng dày 80 micron 14k gold. Chiếc này thì sơ qua về cái mặt dial và bộ kim cọc của nó thì phải nói là đẹp tuyệt đối, đẹp xuất sắc luôn, không hề có một điểm trừ nào hết. Size càng của nó thì là size 19, size khóa của nó thì là size 15, khóa của nó là khóa nguyên zin, khóa Senco Japan. Chiếc này thì về em gắn cho nó cái bộ dây cá sấu khâu tay thủ công rất là đẹp, dây cá sấu xịn, đeo rất là êm tay, màu đen, khá là nổi cái mặt đồng hồ. Cái vỏ của chiếc này thì để mà so ra thì nó còn nét hơn của chiếc Senco Crown bản càng to mà lần trước em có lên giao lưu với anh chị em ấy. Chiếc này thì anh chị em có thể nhìn thấy cái đường gân ở mặt bốn cái chân càng, hai bên sườn máy nó còn cực kỳ là nét luôn. Máy của chiếc này thì không phải bàn rồi, nó cực kỳ đẹp, rất là mới, mới như vừa mới xuất xưởng. Chiếc này thì độ sai số của nó thì cộng trừ không quá 5 giây một ngày, rất là đẹp. Anh chị em có thể nhìn thấy cái nước vàng của nó vẫn còn nguyên một cái lớp phấn mờ mờ ở bên trên, em vẫn để nguyên không lau chùi gì cả. Nếu anh chị em nào không thích cái lớp phấn vàng qua thời gian này thì anh chị em có thể dùng cái khăn ướt anh chị em lau qua là nó sẽ hết. Nhưng mà đối với cá nhân em thì em vẫn thích những cái màu vàng theo thời gian như thế này, nó lên nhìn rất là đẹp. Size của chiếc này thì là size 36. Cái dòng đồng hồ Senco Crown Special này thì anh em chơi sưu tầm đều biết rồi, máy của nó chơi rất là chất, cho ra cái độ chính xác rất là cao. Cộng trừ không quá 5 giây một ngày thì nó cũng tương đương với lại những chiếc đồng hồ King Senco KS, hoặc thậm chí là những chiếc đồng hồ GS. Nếu như anh em mà lau dầu căn chỉnh chuẩn chỉ ấy, thì nó cũng cho ra cái độ sai số và cái độ chính xác rất là tốt. Anh chị em nào thích chiếc này thì hãy vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0913000067. Đấy cũng là Zalo của em. Anh chị em kết bạn để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video ảnh máy nếu như anh chị em có nhu cầu. Và chiếc này trong tình trạng là zin nguyên bản, nguyên combo như thế này, em xin phép giao lưu anh chị em với giá là 6 triệu. Mọi người quan tâm thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại và Zalo. Mọi người xem video thì đừng quên để lại cho em xin một like, một comment và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các clip sau.